nhưng mà quay rất là dễ thương hơn với so với một cái phong cách bình thường mà tiếng hay diện. Thì đây là một cái chiếc túi mà tôi nghĩ là Tiên có thể thử sức với những cái layout trong trẻ dễ thương, và Tiên cũng nghĩ là ngày hôm nay xuất hiện ở sự kiện của Tiên một cái layout mà Tiên thấy là mình trong mình cũng trẻ hơn vài tuổi và Tiên cũng cảm thấy rất là thích. Khi mà nhìn nó xung quanh, Tiên cũng mong là Tiên sẽ trải nghiệm ở lên nhiều những cái sự đa dạng khác hơn, nhiều mẫu túi hơn, như là mang cô này có túi đèn nghiêng cũng khá là nhìn rất là dạ. Đối với Mai Phương thì nãy giờ mình đi trong show cùng với stylist thì cũng đã lên xuyên xuyên được mấy layout rồi đấy ạ. Cùng với mỗi lần cũng khác nhau thì Mai Phương chỉ muốn nói rằng là rất là cảm ơn Linh vì đã mang những cái làn gió mới tới trong những cái túi cho các cô gái. Và mong rằng là trong tương lai thì sẽ có thêm nhiều những thiết kế mới nữa, tại vì Mai Phương tin rằng là Linh là một thương hiệu mà rất là hiểu tâm lý khách hàng, là biết các cô gái trẻ cần gì, muốn gì, và thậm chí là còn có thể là một transistor sắp tới nữa. Cho nên mong rằng là dạ, quá dễ thương đến từ cô nàng Mai Phương của chúng ta. Dạ, còn với Thiên Ân thì bạn có một cái từ khóa, một cái keyword nào dành cho chiếc túi mà bạn đang đeo ở trên tay không ạ? Đó chính là tiện lợi. Tiện lợi. Rất tiện lợi, nó rất là to, nhưng mà mình có thể thấy thông cái nhỏ ngoài thôi, mở bên trong to lắm. Cái sức chứa nó rất là nhiều, Thiên Ân đựng rất là nhiều đồ, nào là điện thoại, son, nước nhỏ mắt, chìa khóa, vân vân và vân vân. Rất là nhiều, ngoài ra còn cái tiền ở bên trong, mình cảm thấy là với hai cái chiếc túi như thế này thì mình có thể tha hồ gì mà mình muốn mang theo để cho mình có thể có được cái sự chỉnh chu nhất định khi mà mình đi ra ngoài. Và Đi Ngân thực sự là cảm ơn Linh rất nhiều vì hôm nay đã cho Đi Ngân có cơ hội sử dụng chiếc túi ở trong một sự tập mới nhất. Dạ, và ngoài Đi còn để ý thấy là mà chiếc túi của Đi Ngân đang cầm ở trên tay cũng là một trong những thiết kế rất là hot hit ngay tại thời điểm hiện tại, là mình có hai cái ngăn riêng biệt như vậy, đó thì cũng sẽ đem đến một cái sự tiện lợi cho mình siêu tiện. Dạ, còn với Thanh Thủy thì chiếc túi của bạn phải có một cái thay quần nào dùng dành cho nó không ạ? Em nghĩ thay quần dành cho nó rất là một flexible, vì nó có thể linh hoạt phối với những loại trang phục khác nhau. Nếu mà đi với váy áo thì nó sẽ thành một chiếc phối rất là dịu dàng dành cho những con hàng nữ tính. Nhưng mà nếu đi với trang phục em, nó là một cá tính nào đó quậy. Yeah. Em thích chiếc túi này rất là nhiều. Là một sự linh hoạt trong việc mix và match với nhau đúng không ạ? Dạ, và ngày hôm nay thì bốn nàng hậu đem đến cho tất cả quý vị là bốn phong cách khác nhau, thì chúng ta cũng thấy được một sự đa dạng mà trong bộ sưu tập hè này của năm 2023 mà thương hiệu Linh đem đến dành cho tất cả mọi người. Và hy vọng rằng tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng nhau mix match và tạo nên những cái phong cách rất là riêng biệt và nổi bật cái cá tính của bản thân mình. Dạ, và tiếp theo xin được giới thiệu đó chính là Hoa hậu Thiên Ân. Và xin được giới thiệu Hoa hậu Thanh Thủy. Và ngày hôm nay ngoài sự tham gia của những nàng hậu thì chúng ta còn có sự tham gia của các fashionista. Và xin được giới thiệu chúng ta có sự tham gia của fashionista Bảo Nghi. Và cũng xin được giới thiệu với sự tham gia của fashionista Bảo Hưng. Và cũng xin được giới thiệu chúng ta sẽ có sự tham gia của fashionista Quân Như. Và ngoài ra thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có sự góp mặt của đông đảo tất cả các khách hàng VIP của thương hiệu Linh. Và chúng ta có thể dùng trọng tay lớn hơn để cùng chào đón tất cả mọi người tại sự kiện ngày hôm nay được không ạ? Thì mình cũng đã có nhiều thời gian để mình cùng ngắm nghía qua những sản phẩm mới đến từ thương hiệu Linh. Thì không biết ngay lúc này thì cảm nhận của các bạn như thế nào ạ? Mình có thể chia sẻ một tí xíu ạ. Xin được mời Thủy Tiên đầu tiên nha. Thì rất là vui có mặt tại sự kiện của Linh ngày hôm nay. Và khi mà nhìn ngắm những mẫu mã của Linh thì tính chắc rằng đây là những mẫu mã rất là đa dạng, rất là phù hợp cho mọi cô gái chúng ta, phù hợp với tất cả những cái sự kiện từ đời thường cho đến những sự kiện công việc hay những sự kiện trên thảm đỏ lộng lẫy hơn. Và tôi nghĩ rằng đây sẽ là một bộ sưu tập hay là những bộ sưu tập sẽ rất là bùng cháy, cháy đây là cháy hàng. Còn các bạn thì sao ạ? Và cảm nhận như thế nào về những sản phẩm mới ngay tại bộ sưu tập mới này của Linh ạ? Thực ra thì Mai Phương cũng là một khách hàng rất là
by the way, rất là dễ thương và bạn cũng tin rằng là với những cái thiết kế trẻ như vậy mà thậm chí là có rất là nhiều những kiểu khác nhau sẽ phù hợp cho tất cả mọi người mọi lứa tuổi, nên là ai mà lại chưa có một cái túi đầu tiên cho một đời của mình, nhưng mà các cô gái trẻ thì hãy đến với Linh, chắc chắn là Linh sẽ thỏa mãn các bạn. Dạ, một phần chia sẻ rất là dễ thương và một tràng pháo tay được không ạ, quý vị? Còn ngay lúc này thì bạn Thiên rất là muốn nghe những cảm nhận của Thiên Ngân. Vì ngày hôm nay thấy Thiên Ngân diễn một thân màu trắng rất là dễ thương ạ. Rất là dễ thương và cũng rất là đơn giản đúng không ạ? Thật sự là Thiên Ngân là một người rất chủ yếu, các bạn biết rất là đơn giản, mình có thể tiện lợi, mình có thể mix and match với nhau, mình có thể đi mua sắm, đi làm, đi bất kỳ nơi đâu mình có thể dễ dàng phối với nhau được. Và đó có một cái sự tiện lợi mà Linh mang lại, và đặc biệt hơn nữa thì ngày hôm nay khi mà Thiên Ngân đến đây, Thiên Ngân thấy quá là nhiều mẫu mới đi, hôm bữa mình mới tới xong, hôm nay mình tới lại một thêm một rất là nhiều mẫu mới nữa, toàn những ai trông rất là đẹp và rất là xinh. Và Thiên Ngân tin chắc là đây cũng sẽ là một cái tự tin nói chắc chắn sẽ là một sự tập rất là bùng cháy cháy hàng nha, đúng rồi ạ. Và đây cũng rất là mong là như vậy. Còn với Thanh Thủy thì hôm nay thấy bạn diện một outfit chặt chém thì bạn cảm nhận như thế nào về những chiếc túi cũng như là bộ sưu tập mới của Linh ạ? Thực ra khi Thanh Thủy được tận mắt chứng kiến những sản phẩm mới của Linh thì Thủy thấy rằng đó là những item dễ mặc, dễ phối, vừa có thể đi học, vừa có thể đi làm và đi chơi. Cho nên Thủy nghĩ đây là sự lựa chọn của những người phụ nữ hiện đại, gọn gàng, thân thật và nữ tính. Dạ, một ràng ở đây.